Khu du lịch Cần Thơ Eco Resort gần đây được biết đến là một điểm nghỉ dưỡng lý tưởng tại huyện Phong Điền, Cần Thơ. Bởi hệ thống các phòng ngủ sang trọng, đẳng cấp, khu vui chơi rộng lớn, vườn trái cây triệu quả. Mới đây, khách du lịch còn được tận mắt chứng kiến một điểm nhấn độc lạ khác, đó là đàn cá tra dầu trên 100 kg mỗi con và đàn cá hô thuộc loại khủng 40-50kg mỗi con. Anh Hồ Hoàng Phong Nhã, người phụ trách nuôi cá và chăm sóc cảnh quan của resort cho biết, hàng chục năm nay, ông chủ khu du lịch này đã âm thầm mua những đàn cá khủng quý hiếm về thả nuôi dưới ao trong khu du lịch. Nài cá lớn nên cho sang từ ao qua hồ cảnh quan và hồ kiến để khách du lịch, khách nghỉ dưỡng tiện ngắm nhìn đàn cá khủng. Đàn cá tra dầu có khoảng 30 con, loại trên 100kg mỗi con. Trong đó, con lớn nhất khoảng 150kg. Từ 40kg đến dưới 100kg có khoảng 300 con. Còn nhỏ hơn có hàng ngàn con. Riêng cá hô loại 40-50kg trên một con có gần 100 con. Không khí đánh bắt đàn cá khủng làm nhiều du khách tò mò chụp ảnh quay phim vì độ quý hiếm có 102 trong đời được ghi hình trực tiếp. Anh Hoàng Nam khi nghe đánh bắt đàn cá khủng này đã xin lội ao để trải nghiệm thực tế. Nói chung là hồi xưa giờ thì em cũng có ở dưới quê thì có đi bắt cá, nhưng mà chỉ bắt những cá nhỏ nhỏ thôi, tầm ký 2 ký thôi. Nhưng mà hôm nay được biết là có cái cá tra dầu bự á, thì em phải tranh thủ sắp xếp để em ra em cùng với mọi người bắt cá. Và thật sự thôi, đây là lần đầu tiên em chạm được con cá tra dầu như thế này. Cảm giác nó sướng lắm, đã luôn. Rất đã luôn. Đến những anh em công đoàn bắt cá cũng không khỏi thích thú bởi lần đầu tiên trong đời đánh bắt đàn cá tra dầu và cá hô lớn như thế. Tôi bắt cá, cái nghề bắt cá là cả trăm năm nay tôi chưa thấy con cá nào như con cá này. Mà nãy giờ quá nhiều luôn, mấy một con nữa. Nãy giờ cũng mười mấy. Tại vì từ nhỏ tới lớn là ba tôi là nghề cá, mà hồi nào giờ chưa thấy con cá nào nó to như thế này. Thỉnh thoảng có một số nhà hàng tại miền Tây có thông tin bắt được cá tra dầu khủng, nhưng đàn cá hàng chục con, lớn trên 100kg là vô cùng quý hiếm và dường như chỉ có ở Eco Resort. Để đánh bắt và di chuyển đàn cá này, tổ công đoàn bắt cá phải huy động hàng chục thanh niên dùng cán khiêng cá thả vào hồ cảnh quan. Du khách muốn tham quan chiêm ngưỡng đàn cá tra khủng này, hãy đến khu du lịch Cần Thơ Eco Resort, km số 7, quốc lộ 61C, ấp Nhân Thuận, xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền, Cần Thơ.